Đỉnh của Chop, Chi Pu lọt top nghệ sĩ nổi bật nhất Trung Quốc, đứng chung dàn nghệ sĩ đình đám hoa ngữ trong danh sách của đêm hội Weibo. Ồn ào hát nhép đã được xóa bỏ khi fan Trung vượt tường lửa sang tận mạng xã hội Việt để thanh minh giúp idol. Tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang về nhiều lợi ích cho Chi Pu khi cô không chỉ được biết đến nhiều hơn ở Trung Quốc mà còn mở ra con đường hoạt động nghệ thuật tại showbiz hoa ngữ. Nữ ca sĩ sau khi debut cùng dàn chị đẹp đã nhanh chóng nhận được nhiều lời mời biểu diễn, tham gia show và trở thành đại diện của một vài nhãn hàng. Điều quan trọng nhất là chỉ sau một thời gian ngắn, Chi Pu đã có lượng fan đáng kể ở Trung Quốc, cũng quen biết nhiều nghệ sĩ hoa ngữ hơn và còn mở quán ăn ở Thượng Hải. Với những hoạt động nổi bật trong năm qua ở làng giải trí hoa ngữ, Chi Pu khiến fan phải tự hào khi mới đây, đêm hội tầm nhìn Weibo đã công bố danh sách 194 nghệ sĩ nổi bật năm 2023 tại Trung Quốc, trong đó có tên của nữ ca sĩ. Góp mặt ở danh sách này, ngoài Chi Pu còn có những ngôi sao đình đám của giới giải trí hoa ngữ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc, Thành Nghị, Lộc Hàm, Dương Mịch, Dương Tử, Vương Hạc Đệ, Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù trong thời gian gần đây, Chi Pu bất ngờ vướng vào đồn đoán hát nhép khiến fan Trung ghét bỏ và đòi quay lưng với cô. Tuy nhiên, có vẻ như ồn ào này không mấy ảnh hưởng đến danh tiếng của Chi Pu tại Trung Quốc, bởi không chỉ fan Việt mà cộng đồng fan của Chi Pu ở Trung Quốc cũng dần dần vượt tường lửa sang mạng xã hội Việt để thanh minh giúp idol. Trên các bài đăng, không khó để thấy những bình luận bằng tiếng Trung binh vực Chi Pu bày tỏ sự yêu thương và khen ngợi nữ ca sĩ là một nghệ sĩ tài năng. Bên cạnh đó, phía Chi Pu sau khi nổ ra tin tức hát nhép cũng đã nhanh chóng lên tiếng, cho biết những thông tin này là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng của cô. Họ giải thích thêm, tin đồn hát nhép xuất phát từ bài đăng của cư dân mạng nêu quan điểm cá nhân trên một trang tin lá cải, không phải đăng tải trên báo chí chính thống Trung Quốc và tiêu đề bài đăng tập trung về các nghệ sĩ Trung Quốc, không nói về Chi Pu. Phía nữ ca sĩ cho biết, thời gian qua, Chi Pu không ngừng nỗ lực, trải qua nhiều vất vả khi hoạt động tại Trung Quốc. Nữ ca sĩ mong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới sẽ nhận được nhiều sự khích lệ từ khán giả. Và để bày tỏ tình cảm với người hâm mộ, Chi Pu đã đăng bức ảnh dòng thư tay gửi đến người hâm mộ, cảm ơn vì đã luôn tin tưởng Chi, cảm ơn vì đã lên tiếng bảo vệ Chi, trân trọng và biết ơn. Về ồn ào bào tiền fan, Chi Pu cũng được người hâm mộ tung clip minh oan. Các fan cho biết, Chi Pu không hề kêu gọi fan Trung sang Việt Nam xem phim của mình đóng. Thậm chí trong video ghi lại hình ảnh Chi Pu ở sân bay, được fan Trung từ địa điểm rất xa đến đón đã được cô hỏi han quan tâm. Nữ ca sĩ khuyên fan không nên vì cô mà đi lại như vậy, sẽ thiếu an toàn. Thay vào đó hãy ở nhà và cô sẽ đến với thành phố của các bạn. Sang Trung và hoạt động tại showbiz hoa ngữ được hơn nửa năm, Chi Pu đã đạt được những thành công mà nhiều người phải ngưỡng mộ. Cô không chỉ xuất hiện trên show nổi tiếng tại Trung Quốc mà còn được tham gia nhiều sân khấu lớn. Người hâm mộ của Chi Pu tại Trung cũng rất nhiệt tình, không chỉ đến ủng hộ mà còn có nhiều hoạt động tiếp ứng lớn. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất dành cho Chi Pu khi sang showbiz hoạt động.